Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 24 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng với cơ quan chức năng để tiến hành điều tra vụ lừa bán khẩu trang, máy đo nhiệt qua mạng xã hội. Cụ thể, người phụ nữ LTTT 35 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức đã thấy trên Facebook có cung cấp khẩu trang y tế, máy đo nhiệt với số lượng lớn. Ảnh minh họa đến 9 giờ sáng ngày 19 tháng 2, chị T ở nhà và đặt mua 200 thùng khẩu trang y tế và 30 máy đo nhiệt độ thông qua tài khoản Facebook trên. Tổng số tiền cho lần mua bán này chị T phải trả là 440 triệu đồng. Theo thỏa thuận, chị T đã chuyển khoản cho người bán qua dịch vụ Internet Banking. Chị T chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng có chi nhánh ở tỉnh Gia Lai, theo yêu cầu của tài khoản trên Facebook. Nhưng đến ngày 21 tháng 2, không nhận được số lượng khẩu trang, máy đo nhiệt như đã thỏa thuận. Chị T cũng không liên lạc được với người bán. Biết đã bị lừa, chị T đã báo cáo toàn bộ sự việc với lực lượng chức năng công an phường Hiệp Bình Phước. Vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Trước đó, lợi dụng tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng khẩu trang của người dân tăng cao, nhiều đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Let's Block Us.